Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với giáo viên trong việc chuyển từ truyền thụ tri thức sang tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tri thức, coi trọng dạy học phân hóa cá nhân, sử dụng tối đa các nguồn tri thức khác nhau phục vụ giảng dạy gắn với sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật dạy học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong dịp hè này, ngành giáo dục và đào tạo cũng như các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị tâm thế và các điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới. Ban giám hiệu trường tiểu học Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên đã lựa chọn chuyên đề dạy học dựa trên trải nghiệm trong môn toán ở tiểu học để bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. Chuyên đề này nằm trong phương pháp toán tư duy POMAS, là tâm huyết của Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sau nhiều năm nghiên cứu. Phương pháp như thế này thì nó vừa là phục vụ của cái mục tiêu của cái chương trình giáo dục 2018, nhưng đồng thời tạo ra một cái môi trường dạy học mà ở đó thì sẽ phát huy cái phẩm chất sáng tạo của các học sinh, dựa trên là tăng cường những cái hiểu biết về ứng dụng của toán, về nghệ thuật, về khoa học và về cả các yếu tố về hiện đại như là toán tài chính nữa. Phương pháp toán tư duy POMAS góp phần bồi dưỡng kiến thức giảng dạy môn toán học phù hợp với những đặc điểm tư duy, tính cách và nền tảng của học sinh qua các hoạt động toán học, gắn với những tình huống thực tế qua các bài học được thiết kế dưới dạng hình ảnh, dụng cụ, giúp học sinh vừa học vừa chơi, chủ động khám phá kiến thức, tiếp cận tới tận bản chất của toán học, tự nhận thức và hiểu được quy luật thay vì học về các công thức. Từ đó hình thành năng lực tư duy, lập luận logic, năng lực giải quyết vấn đề, phát triển trí thông minh sáng tạo của học sinh bậc tiểu học. Họ cảm thấy là mình luôn luôn chủ động, luôn luôn tích cực và tìm được những cái cách để mà không chỉ trong môn toán, cả những môn học khác nữa. Và sự thay đổi về phương pháp của giáo viên ấy, thì quyết định cái chất lượng học tập ở trên lớp học, quyết định cái sự sáng tạo của các học sinh và quyết định được là học sinh của chúng ta ấy, có cái điều kiện để phát triển năng lực thật sự hay không. Thì tôi rất là mong muốn các giáo viên sẽ trải nghiệm là từng cái vai trò từ người học đến người dạy và cái người sáng tạo ra cái bài học của mình. Trong buổi tập huấn chuyên môn của trường tiểu học Ngô Quyền, chính những giáo viên đứng lớp lại đóng vai trò là học sinh để chuyên gia giáo dục truyền đạt những phương pháp mới trong giảng dạy môn toán học bậc tiểu học. Chúng tôi cũng chưa làm được đó là để cho các em nhận diện được là toán học ở trong đời sống của mình ở những chỗ nào. Đó. Thì hôm nay tôi biết rằng toán học có trong nghệ thuật, rồi toán học có trong mỹ thuật, rồi có cả trong môi nữa. Thực sự rất là tuyệt vời. Và tôi thấy rằng là nếu như học sinh của tôi mà được học với cái chương trình toán POMAS của cô Chu Cẩm Thơ thì thực sự là sẽ rất tuyệt vời. Nhiều năm học vừa qua, ngành giáo dục Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là thành tích 2 năm liền dẫn đầu cả nước về điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành quả trên có được từ sự quan tâm chu đáo của tỉnh cho giáo dục đào tạo, từ sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh và quan trọng là các nhà trường và đội ngũ giáo viên các cấp học đã không ngừng tự đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới để giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục gặt hái trái ngọt, khẳng định vị thế và truyền thống hiếu học của quê hương.